không khó lắm, cũng không dễ lắm. Vừa vừa thôi. Bốn bước. Bước này OG. OG kèm chúng ta sẽ là kèo 3 hình xeo. Nãy một chút rồi. Kèo 3. Kèo 3, rồi ok. Bây giờ sẽ định là vùng hỏa mất thân thận, hoặc là vùng hỏa mất thân gì? Yeah. Nè, thấy mà thương không ạ? Hàng chi à?